Hôm nay chúng ta tiếp tục theo chân Lâm sư phụ đi bắt cương thi. Không biết con cương thi này sẽ bá đạo như thế nào. Tại một thị trấn cổ đã bỏ hoang thời vua Càn Long, trong lúc đang tìm kiếm, Oai chạy lại báo tìm ra được một cuộn dây kỳ lạ căng trước lối vào một hang động. Ba thầy trò liền chạy vào xem tình hình, tiếp đó một con rắn từ từ chui vào trong quần anh ta. Để cứu Oai, A Long đành phải dùng tay đập vào chỗ hiểm của Oai. Quách giáo sư phát hiện một hộp sọ có răng vàng. Nghĩ trong đây chắc chắn có nhiều đồ đáng giá nên kêu hai học trò chia ra tìm. Sau đó họ tìm thấy vài quan tài được mai táng thẳng đứng. Mở ra xem thì bất ngờ đó là một con cương thi nữ. Đã bị phong ấn bao lâu vậy mà vẫn còn nguyên vẹn. Quan tài còn lại thì chứa một con cương thi nhỏ. Tiếp đó là một bộ xương của thầy Pháp đang phong ấn con cương thi còn lại. Giáo sư ra lệnh mang tất cả về để bán kiếm lời. Phải nói là A Long có gu cực mặn, thích ăn sống rắn rết ếch nhái và còn tính sảm sỡ cả xác chết. Oai thì nhút nhát, làm cái gì cũng rên rỉ kêu khóc. Có con chim bị dính thuốc ngủ cũng gào như nhà có đám tang. Quách giáo sư gọi điện cho một người có tên là Làn Sơn để bán cương thi. Sau đó, Quách giáo sư và A Long mang mẫu cương thi nhỏ đi giao. Vì giáo sư hút rất nhiều thuốc mà khói thuốc rất có hại nên A Long đã kéo cửa kính xuống. Gió bắt đầu thổi vào trong xe làm bay lá bùa phong ấn cương thi con. Sau khi nghe nhạc, nó còn học nhảy theo A Long, dễ thương hết nấc. Hai người ngồi trước không biết gì, cứ tranh cãi nhau chuyện cái radio cứ tắt lại mở. Đến khi nhìn vào gương chiếu hậu thì đái cả ra quần. Hai thầy trò mặt xanh như đít nhái, mau chóng chạy xuống xe. Nhưng vì muốn bán cương thi lấy tiền nên đành quay trở lại xe. Xe thì vẫn còn nhưng trong xe chỉ còn cái nịt và tấm giấy viết vội. Ai lột tấm bùa trấn yêu ra để nghiên cứu. Cương thi nữ bắt đầu thức giấc. Nó định cắn Oai nhưng anh ta quay lại kịp lúc, tránh được cú cắn. Phát hiện cương thi sau lưng, Oai run rẩy tay chân cứng đờ ra. Cương thi dùng mỹ nhân kế khiến Oai đứng dậy, thấy bộ hàm kinh quá anh ta bèn bỏ chạy. Cương thì đành liếm thịt cho đỡ thèm. Lấy bùa trấn yêu dán vào đầu cương thi thì lại làm rách một nửa. May mà sau đó Oai dụng chúng đèn siêu sáng, dùng ánh sáng chiếu vào nó. Quả nhiên cương thi sợ lùi về sau, Oai bị nó cào rách cả lưng. Trong lúc gần đất xa trời, Oai nghĩ ra cách ngu hơn để thoát chết. Đó là dùng bùa phong ấn của cương thi đực dán vào đầu cương thi cái. Mất phong ấn, cương thi đực thức dậy tấn công Oai. Sau một hồi dán bùa trấn yêu qua lại, Oai dán thẳng vào trán mình. Quả nhiên hai con cương thi không tấn công nữa. Oai bị cương thi đực cắn vào tay vì tội nhây. Anh ta nhanh chóng trốn vào trong chiếc hộp. Lúc này Quách giáo sư và A Long trở về. Hai người đột nhập vào trong lấy đồ nghề để bắt cương thi. Giáo sư muốn bắt sống con cương thi này, như vậy sẽ bán được tiền. Giáo sư dùng dây thừng trói đầu cương thi, sau đó buộc nó lên trên cột nhà rồi dùng tấm bùa khác dán lên. Con cương thi này rất mạnh, tấm bùa tuy phong ấn được nó nhưng nó vẫn cử động. Tiểu Mỹ và anh trai Tiểu Tú vừa đi học về. Cô bé muốn chơi thả diều nên chạy vào nhà kho lấy. Con cương thi nhỏ cũng ở trong đó, có vẻ như nó thích bắt chước hành động của người khác nên không làm hại Tiểu Mỹ. Năm cháu nhỏ mặt đằng đằng sát khí tiến tới nhà kho, cậu nhóc to nhất đi vào kiểm tra. Có chuyện gì là các anh em khác lao vào yểm trợ. Vừa mới nói dứt câu thì các anh em chỉ cốt chạy hết. Có vẻ như con cương thi nhỏ đã đi mất. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, Tiểu Mỹ bèn mặc áo mưa chạy ra nhà kho. Cô bé tốt bụng dẫn cương thi nhỏ vào phòng mình trốn. Cương thi nhỏ có khả năng điều khiển đồ vật khiến Tiểu Mỹ rất thích thú. Cô bé còn dẫn các bạn nhỏ tới làm quen nữa. Cây cầu trượt bập bênh đi xe buýt. Ok còn đứng ra xử đám giang hồ nhí. Điều này khiến mọi người vô cùng quý mến cậu. Tiểu Mỹ còn trao cho Ok một nụ hôn. Lần đầu được gái hôn, Ok liền ngã lăn ra đất. Hạ Hữu Nhân từ nhỏ đã chơi với con gái Lâm sư phụ tên là Lâm Chi. Cậu ta tới đây để hỏi cưới cô, nhưng Lâm sư phụ không đồng ý. Nếu muốn cưới con gái ông thì phải kế thừa và phát huy tiệm thuốc. Hữu Nhân lại là một ký giả nên không được. Lúc này Oai tới khám bệnh. Anh ta vạch tay áo lên thì vết cắn của cương thi đã bị hoại tử, không còn cảm giác đau nhức. Sau khi chữa cho Oai, Lâm sư phụ cùng con gái và Hữu Nhân đi theo để xem rõ sự tình. Vì quên mang đồ nghề nên Lâm sư phụ kêu hai người đi thám thính trước. Thấy ba thầy trò Quách giáo sư ra ngoài tìm cương thi nhỏ, mở hòm gỗ lên thì phát hiện hai cái xác đang được quấn giấy bạc. Sau khi phát hiện đó là hai con cương thi, Hữu Nhân muốn chụp hình chung với chúng để nổi tiếng. Lại thêm một thanh niên chơi ngu lấy tiếng. Anh bê hai con cương thi ra, còn tiện tay tháo dây trói cho cương thi đực. Sau đó tạo dáng cho cương thi để chụp hình. Vì muốn thấy rõ mặt nên tiện tay tháo luôn hai lá bùa ra. Kết quả là bị hai con cương thi đuổi chạy trối chết. Anh ta bị cương thi quật qua quật lại, ném bên này vứt bên kia. Hữu Nhân ném chiếc bình vào người cương thi, nó rơi xuống đất vỡ, tỏa ra làn khói trắng. Thì ra đó là bình khí làm chậm, cả ba hít phải cũng chuyển động chậm dần đều. Này Lâm sư phụ cũng đã mang đồ nghề tới. Vừa phá cửa lao vào, hai người cũng hít phải thuốc làm chậm.
Lâm sư phụ dùng bảo kiếm đánh lùi cương thi. Lâm Chi bị cương thi nỡ bóp cổ. Hữu Nhân dùng đục và búa tấn công nhưng cơ thể nó cứng như sắt thép. Ông liền vứt kiếm cho Hữu Nhân. Anh ta dùng bảo tấn công cương thi, không ngờ lại làm bảo kiếm gãy làm đôi. Vô Phương cứu chữa, cả ba bắt đầu chạy trốn. Anh ta nhanh chóng đổ vào miệng cương thi được cứu Lâm sư phụ. Cảnh sát lúc này cũng tới hiện trường, nhưng vì mùi hôi quá nên chạy ra ngay. Cảnh sát không tin hai cái xác đó là cương thi nên mời ba người về đồn uống nước trà. Cảnh sát, người của viện bảo tàng và viện y tế cãi nhau. Cảnh sát thì cho đó là thi thể, còn viện bảo tàng nói đó là văn vật. Vì chúng chết đã lâu mà vẫn còn nguyên vẹn nên muốn mang về trưng bày. Bên viện y tế thì muốn mổ xác ra để giám định. Nếu để hai con cương thi thoát ra ngoài sẽ là họa của toàn xã hội. Lâm sư phụ dùng bảo kiếm đâm vào, nhưng bảo kiếm không hề có tác dụng vì xác đông cứng khó xuyên qua được. Hữu Nhân nói bố vợ lớn tuổi chân yếu tay mềm nên muốn mình tự đâm. Kết quả là lại làm gãy đôi thanh kiếm. Giờ chỉ còn cách dùng dầu hỏa thiêu. Thì ra Oai và A Long tới trộm cương thi. A Long cầm xi lanh lên nói hút máu xác nữ. Vì sợ xác cương thi được còn sống đi chơi gái mắc bệnh sida, nhưng mũi kim không tài nào xuyên qua nổi da thịt của nó. Bọn chúng đành vác hai cái xác bỏ đi. Trên đường đi thì gặp ngay chốt cảnh sát đang kiểm dịch. Hai cha con hở tính thông chốt, nhưng cảnh sát bên Hồng Kông khác cảnh sát Việt Nam. Bên đó họ chơi súng nên thông chốt không thành. Cảnh sát trưởng kêu người kiểm tra thùng xe. Vừa mở ra thì A Long và Oai chạy ra ngoài. Bốn người nhanh chân đóng thùng xe lại. Để tránh nguy hiểm cho người dân, Lâm sư phụ đành phải đốt luôn xe tải. Hai con cương thi bị lửa thiêu hoảng loạn, chúng nhảy ra ngoài. Súng đạn của cảnh sát không ăn thua. Lâm sư phụ và Hữu Nhân cầm que lửa đuổi theo tính đốt chúng, nhưng chúng đã nhanh chân chạy thoát. Vừa vào phòng thì phát hiện hai đứa trẻ đang ở cạnh cương thi nhỏ. Nó nhảy lên tấn công Hồ Phan nên ông buộc phải bắt nó nhốt vào trong tủ rồi gọi cảnh sát. Tiếng thét gọi mẹ của nó vang xa, hai con cương thi bố mẹ cũng nghe thấy liền đi theo. Lúc sắp bị cương thi bắt, Tiểu Mỹ hoảng sợ hét lên. Ok nghe thấy vậy, bèn kêu bố mẹ nó quay đầu đi chỗ khác. Sau đó hai con cương thi lại tiếp tục tấn công ba cha con Hồ Phan. Hồ Phan lao vào tấn công để bảo vệ tụi nhỏ nhưng cũng không phải là đối thủ của chúng. Cương thi vừa ra ngoài thì gặp ngay mai phục của cảnh sát. Đèn cao áp chiếu lên, sau đó hàng loạt đạn bắn vào. Cương thi sợ quá bèn chạy vào trong nhà. Trong lúc tìm kiếm, Hữu Nhân bị cương thi được tấn công ở phía sau. Lâm sư phụ có mặt kịp thời, một kiếm đâm xuyên người nó. Nhưng nó không chết, còn cây kiếm lại bị cháy thành than. Quả nhiên kiếm đâm vào tim, cương thi mẹ đã lăn đùng ra đất. Cương thi bố thấy vậy nổi giận, quyết sống mái với họ. Bố vợ và con rể bị quăng quật không thương tiếc. Lâm sư phụ dụ cương thi bố vào nhà kính, sau đó kêu cảnh sát bật đèn cao áp lên. Bên ngoài, cảnh sát cầm rocket một giờ bắn vào. Con cương thi này quả là cứng đầu, bị bắn như vậy mà vẫn còn sống sót. Cuối cùng, cảnh sát đành phải bắn phốt pho vào để thiêu xác nó. Cuối phim, Quách giáo sư vì tham lam nên đã bị chính A Long và Oai hóa thành cương thi giết chết. Chúng còn đuổi theo Lâm sư phụ và con rể hờ. Không biết Lâm sư phụ sẽ như thế nào?